Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh bên em nhá. Em lên nhanh cho các bác một bộ Onkyo đấy. Ở đây thì em đang lên cho các bác là con Onkyo V7 đấy, mấy cả con Victor 3 đường tiếng. Đấy, phối cái kiểu này thì tiếng nó chi tiết các bác. Ba tép này nó lên nó đầy đủ cho các bác. Tại vì nhiều bác cứ bảo em là kiếm cho anh cái bộ nào mà nó rẻ rẻ một chút nhưng mà nó tiếng nó phải chi tiết. Đấy. Sau một hồi gọi là nghiên cứu ra thì em nghĩ là chỉ có dòng này mới là hợp nhất. Bởi vì Victor thì cái phần trung âm của nó rất là tốt. Đấy, hơn thế nữa thì công suất của con này lại hợp nhau. Con này đánh loa từ 4 đến 16 ohm thì loa của dòng này 4 ohm thì lại vừa hay vừa tầm. Công suất của nó thì máy là 55, máy loa của nó rơi khoảng 35W một loa, tức là tổng hai loa nó rơi khoảng 70 thì lại cũng là vừa hay đủ tầm. Đấy. Mà giá thành thì lại bộ này lại full chức năng. Đấy. Bộ này là hàng full chức năng có nhá, MD, CD rồi quang, điện thoại chạy hết. Tổng cộng nó có 5 6 chức năng thì nó chạy hết. FM 108 luôn. Đấy, mà giá của bộ này thì lại có bao nhiêu ạ? Có 1.850.000 thôi các bạn. Đấy, có 1.850.000. Là các bác sở hữu ngay cặp bộ già này rồi. Đấy, 1.850.000 các bạn nhá, là hàng chạy full chức năng. Đây là CD này, em test từ lễ rồi vẫn chạy ok. Đấy, MD đây các bác nhá. MD thì các bác nhớ là MD này. Đó. MD các bác nhá. Đấy, còn các bác mà thích nghe đường điện thoại thì chuyển về điện thoại nhá. Đây, các bác thích nghe điện thoại thì chuyển cho em điện thoại này. Tình ơi, tình như cánh chim bay tận đến chân trời. Người ơi, người gieo thương nhớ tình em đã lỡ. Mong được gì tình ơi, làm sao để em thôi phải nhớ mong. Hợp tan là do duyên số, trách thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế mong duyên trời, đợi anh đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy anh.
hoa sớm nở tối phai tàn. Tình em tựa như cơn gió vụt qua đã mất. Anh hỡi nếu tình mình đến thế. Đó, hay lắm các bạn, nói chung là nghe dòng này nó chi tiết, ba đường tiếng mà rất chi tiết nhá. Còn các bác muốn nghe đường quang thì chuyển về chế độ digital là xong. Đấy. Để những đêm trời khuya ngừng tin tách. Đó, nói chung là con này thì em thử rồi, nó là hàng chạy full chức năng. Nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, còn bác nào mà thích nghe kiểu FM thì đơn giản thôi. Lấy cho em một cái dây gì đó mình có thể là cắm vào cái lỗ này nhé. Đây này, cái lỗ này thì nó là cái để cắm FM. Đấy, các bác chỉ cần lấy một cái gọi là sắt nhỏ được. Đây này, cắm vào đây các bác nhá. Đấy. Sau đó các bác chuyển về FM cho em. AM này, FM này. Đấy, dò thì các bác sẽ dò ở đây. Đấy, dò tự động thì các bác nhấn tầm khoảng 3 giây bỏ tay ra nó sẽ tự động tìm kênh. Con này bắt được cả em 108 đấy các bác nhá. Sáu tháng lãi suất chỉ còn 6,7% một năm, 9 tháng còn 6,9% một năm. Rất là nét. Kỳ hạn 12 tháng cũng được kéo giảm 0,7% xuống còn 7,1% một năm. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng Kiên Long Bank giảm lãi suất huy động. Một ngân hàng khác là Sài Gòn Bank cũng tiếp tục giảm lãi suất huy động từ hôm nay và cũng là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng trở lại đây ngân hàng này công bố giảm lãi suất. Theo đó, lãi suất huy động online kỳ hạn 6 đến 8 tháng và 9 đến 11 tháng cùng giảm 0,2%, lần lượt còn 7,4%. Đó, đây là đài nhá. Đấy, còn các bác mà mua lên 108 thì có thể là dò lên nhá. Nói chung là lên tầm khoảng 94 là lên 108 rồi các bạn. Còn con nào nếu mà 90 thì nó chỉ đến 90 là nó quay lại 76. Còn nó mà lên nhà là lên 108 rồi. Nhưng mà em cứ dò đến 108 này các bác có thể xem luôn nhá. Đó, đây. Đó, nó lên được tới cả 108 các bác nhá. Đấy, giờ thì các bác nhấn cho hai phím này. Đấy, chuyển các chế độ thì ở đây. Đấy. Rồi thì mọi thông tin đặt hàng thì các alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Vâng, xin chào các bác.